Chị ơi, lạnh quá. Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì A Pháo lại đến nhà chơi rồi. Lại mất bao nhiêu rồi. Mày đi chợ về các bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với A Pháo TV và Giàng A Pháo. Nay thì mình mới dẫn lời được các bạn ạ. Nãy thì đi chợ cùng hai bạn nhưng mà ồn quá mà mình chưa nhấn lời được. Vừa đi chợ cùng với bạn Đô, bạn Mạnh về xong. Và đây là cái chỗ nơi ăn trốn nghỉ các bạn. Chào các bạn nhé. Nay hai cái nhà là thiệt hại bao nhiêu rồi. Được là ăn không quá pháo cũng đâu rồi đâu, hôm nay lại anh lại theo mình nhìn các chất gì đến cái nhà này. Bác bắt lương thì như thế bắt lương đi. Hôm nay mình là mua hai con chim bồ câu ạ, thì bốn con chim bồ câu. Và để anh em có cái mà nhậu và thêm nữa là tầm bổ của ạ. Đâu hay bỏ qua chuối không? Qua chuối lúc này không? Làm hai con xào thôi, hai con kia mình dán đi luôn, mình chiên lên đi lên. Mình cứ ăn rồi bắt cánh mình chiên lên. Đủ ăn không? Hả? Mua thêm đủ ăn không? Thế thôi, huy rồi ơi. Nhìn này thôi, nhiều lắm. Thế thôi mà. Mấy cân đấy. Chắc không đủ ăn đâu à? Có. Thế có ai đâu? Không biết anh nhiều. Đi bản về kịp không? Đang alo cho mình nghĩ gì không? Chết nhiều. Ok các bạn, mấy anh em đang hỏi nhau chết chưa các kiểu. Đang cắt tiết chim bồ câu các bạn. Đây là bạn Thùy các bạn. Nay bọn mình đến làm khách phòng của bạn Tuyển Văn Hóa. Đến làm khách nhưng mà bạn phải đóng cơm. Nhạo rồi. Đây. Anh đang ốm. Có con dao gì? Anh ốm ạ? Anh ốm. Khỏi đây. Đến thăm Tuyển à? Khỏi đâu, sắp chết rồi. Anh ốm thì anh được uống rượu với các anh này nhá. Đi chơi uống rượu đâu? Ra nào đây? Ra nào đây? Nhiều mấy ngày chịu. Tao mà. Em rửa mấy lần nó có thôi. Không, đấy thôi. Nó nặng đây. Nhà. Nằm mấy bát đấy. Hai con rồi. Hai. Sao sợ gì? Hai bát rưỡi. Hai bát rưỡi. Hôm nay anh đi chợ mua được chim bồ câu á. Chim bồ câu được. Cái phổ liếng. Với lại mang cái này gọi là mẻ dù. Là xương. Cắm hết nhá, chắc gần 3 bát. Ăn ốc kìa. Ăn thiệt ốc. Ốc mày mua làm gì đấy? Ăn ốc thôi, mang về xào mẹ. Ăn bây giờ luôn á? Vâng. Bây giờ ăn được á? Vâng. Nó ngon lắm rồi. Vâng, ngon qua rồi. Đang bên xào mẹ, mút cũng ngon đấy nhỉ. Mì hoài không? Hả? Chào ốc thôi. Mì hoài. Chào mẹ thích ăn ốc này mà mua. À, đây cũng có ở trong đây à? Vâng. À, bạn Mạnh không biết giấu ở đâu các bạn, hình như trong nhà vệ sinh rồi, chưa thấy đưa ra đây. Thì tôi biết rồi. Ăn đấy nhỉ? Dạ. Bây giờ có bốn con chim bồ câu các bạn đang cái gì như nào thường chưa chết à? Có hai phòng cơ. Chim bồ câu chim chưa chết à? Chưa. Chim mình chưa hay mua me mà mình không quay cái đấy các bạn nhé. Thường chủ yếu quay cái cảnh sinh hoạt anh em, mấy anh em mình nấu. Thực ra thì phòng trọ mà các bạn, thế nên là cuộc sống thì một số bạn có gia đình rồi, lập gia đình rồi, ngày trước đi học như nào thì các bạn có thể hình dung ra ngay. Phòng trọ thì vui lắm các bạn. Đúng, tụ tập suốt ngày. Tụ tập, trà sữa này, xong là rượu chè này, đánh bài này. Ồ, cái gì đấy? Cho xương vào đấy à? Em trần cái xương ấy, càng nào trước này để luộc cơ mà. Em tiện trần cái xương luôn. À, nước này để mổ. Nhưng mà cái em trần nước thì nó mỡ thì nhổ lông con chim kiểu gì? Nó hay đi lông của con chim này nhổ dễ không đây. Mổ không cũng được mà. À, việc khó để cho Tuyển đúng không? Việc khó hết để cho Tuyển. Khó để Tuyển. À, thế thì nó lấy lòng nhá, để lòng xào nhé. Lòng bồ câu á? Tại sao không làm gì nhỉ mà lại bảo tiền nhỉ? Hả? Đâu biết thôi em. Em nhận rửa bát thôi. Đầu bếp người ta chỉ nấu thôi, còn người ta phụ bếp là những người mà chuẩn bị những đồ ở đầu bếp chỉ đứng sau thôi, đấy. Thế tại sao người ta sinh ra cái phụ bếp làm gì? Đi thế. Em trở về bến Thăng. Đi anh Tuyển ơi, gạo nhà
chuẩn. Em cắn theo công thức của em nhé. Cứ một đôi ngón tay vào đi. Tao cứ một đôi ngón tay. Cứ một đôi ngón tay. Một đôi ngón tay. Từ ngày xưa này. Ơ, cái nồi này không phải à? Ở đây đang mốc mèo đúng không? Ôi, còn cái hai cái bình rượu quý ạ. Đời này uống rượu ác với đấy nhỉ. Chắc cốt thứ 10 đó Tuyền. Em không biết. Thay lên thay xuống mà đầu tiên thấy là đạt, bây giờ thấy có vẻ lòng loạn. Hai anh ở phòng uống rượu này á? Làm gì thế thì uống rượu ba kích về nó một cầu suốt thì... Chết rồi. Không phải về đâu. Với chị phòng về, tí là kiểu rằng. Đây là hoa chuối các bạn trồng ở chợ và mấy anh em đi mua về. Chúng tôi xem là nấu con gì nhỉ? Chưa hình dung ra. Bố câu nấu hoa chuối. Bố câu nấu hoa chuối. Ồ, bố câu nấu hoa chuối. Mình chỉ được ăn bố câu hầm thuốc bắc các kiểu của các bạn làm rồi, nhưng mà bố câu nấu hoa chuối thì chưa. Các bạn nghe lạ không? Vì thịt chim ấy, thịt chim của rừng người ta thì sẽ nấu với lại là hay nấu với hoa chuối hoặc là nấu với rồi các bạn thử xem nha. Nếu như mà khu vực mình có hoa chuối, các bạn ra ngay chợ mua cái hoa chuối và thái như bát đô thái đây này. Bên cạnh để một chậu nước nữa, và bên trên chậu nước này sẽ có muối hoặc là vắt chanh các bạn nhé. Vắt một quả chanh hoặc là bên trên mình hay cho mẻ để cái hoa chuối nó không bị thâm. Mẹo đây các bạn. Và hoa chuối muốn giòn thì đương nhiên phải ngâm chanh và ngâm giấm. Sẽ giòn và nó không bị thơm. Ví dụ tay của bạn sau khi thái hoa chuối xong nó thơm đen thì các bạn có thể là rửa bằng chanh các bạn nhé. Quả cốt chanh ấy, quả chanh các bạn rửa thì nó sẽ hết. Nó cũng giống như một mình bóc cái măng đắng các bạn thì tay mình cũng sẽ đen. Chắc là tuổi thơ nếu như các bạn là ở vùng quê Tây Bắc, vùng rừng núi như bọn mình thì cũng từng bóc măng rồi. Chủ đi đến mùa măng ấy, mùa măng đắng em nhỉ? Đấy, cái bóc này tay thấy rất là đen các bạn. Cứ đến mùa nào cũng bạo động, mỗi mùa cũng một loại măng. Đấy, trên mình thì mỗi mùa một loại măng đúng thật. Nhưng mà để trường kỳ nhất thì có măng chua và măng phơi khô các bạn. Để lâu được. Ở trên vùng rừng mà, thế nên là nhiều cái sản vật rừng. Bây giờ quen toàn nấu kiểu rừng, ăn quen. Đi chỗ khác mà ăn kiểu nấu lại không quen. Hôm nào xem có ước mơ các bạn để nó văn vãn thì bọn mình sẽ xuống Hà Nội đi ăn một số món ở đấy xem mà đồ bạn có quen không. Chưa đi phố bao giờ. Rồi mình đang mong muốn cứ ước mơ như thế. Bạn nào đang ở Hà Nội mà rỗi rỗi có thể là cho bọn mình mấy cái địa chỉ ăn uống với mấy nữa bọn mình đi. À đúng rồi, hôm nào đi thủ đô một chuyến đấy. Đấy, đông đông đi. Đấy thì cả nhóm đi đông đông chẳng hạn đấy. Nhà quê sự cố em. Đi ăn kem ở Thủy Tạ nhỉ? Đúng
Nhân kem chụp ảnh. Cành măng. Cái món này là mình phải ninh lâu nhất nên là mình nấu trước rồi. Có một cái bếp. Nhiều khi ở chỗ kiếm bước hơn so với nhà. Nhà là nơi an toàn nhất để mình. Cái này mình sẽ ninh lâu lâu các bạn nhé. Ở trọ này, chỗ này là cơ sở 2 của bạn Đô các bạn. Cơ sở 1 là chính là gia đình. Đây là cơ sở 2. Tức là các bạn ấy đi chơi hoặc đi làm về muộn thì sẽ ở lại cái phòng này. Chắc chắn là phải về rồi. Đấy, vùng vào trời. Còn là cái chim này mình sẽ chặt ra các bạn nhé. Chặt ra thì đỡ xào với hoa chuối, còn một phần thì chắc là để lại một con cho bạn Trâm ăn tính thì hầm à? Nhiều rồi, hầm à? Khá là lưỡng lự các bạn. Bạn Đô không biết làm món gì để đãi bạn Thùy. Mình sẽ lấy phần phổ cánh ấy, là phần có xương mình sẽ chặt ra xào với lại hoa chuối các bạn nhé. Còn lại là thân của nó mình sẽ ướp hạt rổi rồi mình chiên lên. Xào hoa chuối à? Không nấu nữa à? Xào em xào đi nấu. Nấu hoa chuối cho nó xịt xịt. Anh còn, có cái gì vào đây cho mình? Còn hoa chuối. Nhiều lắm cái loại này. Chưa cho gì cả, em cho thêm cho anh. Anh Mạnh thì đang làm con ốc thôi. Ốc thì ở trên mình là không phải nấu cả con, mình sẽ chặt đuôi ấy. Nên là mất thời gian. Muốn. Thì đến đây nghĩ chặt vào tay. Thế em chuồn đây. Món tiếp theo, hôm nay bạn Đô bạn ấy thật là vất vả. Có khi nào Đô nhường tay một món không? Em xào với ấy à, xào với hoa chuối luôn nhỉ? Ok. Cho hoa chuối vào luôn á. À, có om nước không? Anh nghĩ là phải om đấy đúng không? Om là cái ngọt. Hoa chuối rất là hợp với lá mùi tàu các bạn nhé. Cần cường. Cho lá răng cưa. Còn mày ăn đôi chuẩn bị luôn cái lá răng cưa mùi tàu. Ở trong miền Nam các bạn gọi là ngò gai đấy các bạn. Sẽ cho một tí nước vào cho xịt xịt các bạn nhé. Xong các bạn, nhanh thật. Bồ câu này là không phải bồ câu già các bạn, mà hai con bồ câu nó vừa ra ràng, quá được một chút. Thế nên là cũng làm vừa vừa các bạn, không là thịt nó nụn quá. Để em bốc già nhé. Hấp dẫn thật. Xong. Đúng là đầu bếp ba đồ này làm có món. Bạn này còn căn luôn cái hoa chuối các bạn. Mặc dù là có lượng hoa chuối thừa ra nhiều đấy. Bạn bảo cho một vừa phải đấy các bạn, để ngon miệng. Cho vào đâu nhỉ?
như thế là bạn này, bạn ấy đang nói chuyện là về không phải về số lượng đâu mà là chất lượng. Chất lượng đó. Là chất lượng. Đấy, món ăn là chất lượng. Cái này thừa nhưng mà sợ cho vào nó nhiều nó chát này. Ồ. Tuyệt vời. Hai món nữa là hết rồi. Xong. Ba món nữa đây. Tiếp theo là chiên. Ai làm đây nhiều món thật. Bốn con chim bồ câu mà các bạn làm cái món này cũng khá hấp dẫn các bạn. Đi chợ mang 5-10 phút. Nói chung là làm cái này phải có kinh nghiệm nấu ăn đi các bạn. Trong đầu phải vạch ra là hôm nay là món gì, món gì. Được. Các bạn này mặc dù là bất ngờ, nhưng bạn Mạnh còn bảo là bất ngờ đến ăn xin mà được tiếp chu đáo thế này. Mày bảo như vậy. Mày bảo may rồi. Mày hiện đang làm món gì nhỉ? Có buộc à? Tên là Mạnh Đủ. Là Mạnh Đủ thì lấy có thể hơn sớm hơn bạn Đô các bạn. Bây giờ không biết còn Mạnh Đủ nữa không? Không biết bạn Mạnh gì không? Mạnh không bảo là Mạnh Đủ đâu. Hát đàn thôi là Mạnh Đủ thôi. Mạnh Đủ thôi sao? Bây giờ bảo là Mạnh không phụ rồi. Bây giờ là món ốc các bạn. Ốc xào với mẻ. Gia vị có xả với chanh các bạn. Này được chặt đít rồi các bạn nhé, cho nên là bình thường người ta thấy khều khều ốc các bạn ạ, mà trên mình sẽ dùng điện để mút các bạn, mút ốc mà không ngấm là bị ngon lắm các bạn, tuyệt vời. Món ốc này thì mình cũng rất là ấn tượng ở một số nơi các bạn nấu với cái nước cốt dừa thơm lắm các bạn, tuyệt vời. Không có dừa, tuyệt vời. Nói chung là nhiều thứ, ốc này là liên tấu nhiều thứ. Ốc xào chứa đậu các kiểu. Trên mình thì ốc xào mẻ. Nhưng mà Mạnh cũng làm này. Ốc măng chua cũng tuyệt vời. Ốc này thì chín tới rồi các bạn nhé. Nó chín quá thì nó sẽ phần thân thân bên trong ấy nó sẽ nó dai, nó rụt vào. Và ốc nó không béo nữa. Muốn ốc béo thì các bạn phải cho thêm nhiều mỡ vào thì nó mới béo. Có một cái lạ nữa là ở miền Bắc bọn mình nấu thì không cho đường các bạn. Thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng nước chấm cho một chút đường. Thế món ăn miền Bắc của mình là khác hẳn với món ăn của các bạn ở miền Nam. Món ăn miền Nam các bạn thấy có đường nó ngọt ngọt hơn chút. Thứ nữa là bên trong miền Nam các bạn là có thêm cái dừa, cái cốt dừa thế nên là cách nấu cũng khác hẳn bọn mình. Nói chung là mỗi nơi có một cái ẩm thực khác nhau, hay. Đâu canh đâu? Ốc đã xong. Món này bạn Mạnh làm riêng cho vợ đấy các bạn. Bọn mình không được ăn đâu. Có chứ. Không được ăn đâu. Có chứ. Ai bảo thế, anh đến nhà chơi cái này. Vì ốc có rẻ là do chi phí không có thì mình phải cho ăn ốc thôi. Nghe ngỏ phải được rồi đó. Bạn Mạnh bạn nói trước là bảo là ốc này em làm cho vợ em ấy. Này anh nghe ai đã ăn nhỉ? Em thích ăn ốc nên em mua về cho vợ em thôi. Ờ đấy, ai dám ăn này. Này. Thế cũng được, để tiền văn hóa. Có tiền nhỉ? Vợ dám hết nhiều thế. Rồi, cái này ốc luộc. Cho ốc luộc một tí. Cho ốc luộc. Ok các bạn, cái bữa cơm ngày hôm nay là hôm nay đúng à. Có cuốn hút thật các bạn. Thằng bó con đấy. Bình thường khách đến nhà không gà có vịt, nhưng mà hôm nay không có gà vịt để ăn ốc vậy. Mình nhẹ mà. Buổi bây giờ chị dã
làm gì phát triển được kinh tế nữa thì mời các bạn ăn bữa cơm xóm trọ cùng đội nhóm anh em của mình. Nay thì có sự làm tích cực, rất là tích cực của bạn Đô, bạn Mạnh, bạn Thùy. Nay thì có thêm gương mặt mới nữa các bạn này. Giống vừa đi bộ đội về sao? Không phải đâu, chiều nay em mình đi ăn trâu các bạn. Các bạn có nhìn thấy giống chú bộ đội trong Hậu Duệ Mặt Trời không? Thôi em mời mọi người vào ngày nhé. Em mời các anh, xin mời mọi người ăn cơm, cho em chú đây. Làm gì em? Làm tí cho to lên, trời lạnh làm tí nữa. Dùng mic rồi. Rồi các bạn khai vị bằng một chén rồi. Xem nào. Chuyện này căng thẳng quá. Có món gì? Tôi là xong mà, ít nhiều quý mình mà. Ơi trời Đô ơi, sao em lại thế nhỉ? Để cái món ốc này gần nhà vợ của Mạnh đi không? Để anh em dám ăn đâu mà. Thôi để xa ra đây đi. Để xa gắp đâu thì cảm ạ. Bây giờ gắp cái này chiên cho mọi người trước nha. Nhưng mà phải nói rằng là cái món ốc này ngồi và đục từng con ốc một cái đít xin thế này nó là cực kỳ là kỳ công. Bây giờ mình mút thôi. Ốc này là không thể đi. Mút thôi, mút đó. Biết là mút rồi nhưng mà đâu phải mình mông người ta. Ai là người đục đít con ốc này? Anh Mạnh. Chăm vợ như thế. Hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi. Cỡ được bỏ. Chú đáo như cái này. Cái đó. Mút gì à? Mút gì bỏ cái này. Đi dùng hộp chai em lấy bỏ đi. Chơi vũ trì này không chưa lấy bỏ được bỏ. Chơi vũ vũ trì với chai em được cái này em không cần lấy đâu. Em mút mạnh ra nó ra. Còn bỏ được xuống bên đây. Đây. Ồ, thế cái nào còn mút rồi cái nào? Đâu còn miệng mày. Nhỏ rồi chứ bỏ ra được. Đây mút mạnh nó tùng. Từ nhỏ rồi chứ bỏ ra được đấy. Hôm nay mới bó được vợ rồi. Có vợ khác mà thằng này khác bọt rồi. Ở đây các bạn này rất là chăm, các bạn nuôi hẳn được một con mưu nữa kìa. Thật ra là nó yêu con nào, nó yêu con nào nó chẳng nói thế. Thì nó bắt chuột đây. Con này ở đâu ấy? Con mưu này hơi xa, con này bắt chuột giỏi phết. Nhưng mà con này nhà mình nuôi á? Vâng, nó nuôi để bắt chuột đây. Dạ, biết nhỉ. Anh tháo mắt tay mà bắt con gì trả giỏi. Phòng mình còn đồ ngon nữa, phải nuôi mèo chứ. Nhiều chuột đây đi. Không tối nhiều chín chuột đấy. Chín chuột hả? Cái nào trời có nhiều chín chuột á, thì mời anh cùng bắt chín chuột nhá. Chín chuột dữ lắm. Lâu quá không gặp tôi rồi, cả mấy ngày đấy nhỉ. Đấy em đi bộ đội mà anh xin mãi được vị rồi. Càng nhẹ. Vừa đi dạy học viên về xong. Em đánh con này tháo. Để cho tổ này á. Đấy, không cái này là gì? Rượu. Cái này là em mình tự thưởng. Nó bỏ quá là nửa thôi. Cũng là uống rượu bộ đội của Kha. Ừ. Cái câu của anh này nhấn này. Mai chắc là nó cũng đi cắt ông tù này. Đó họ đấy. Đùa. Mát mẻ. Cắt đi bộ quân nhân này đi nữa. Bộ đội này ăn khỏe á. Cái môi trường trong kia nó khắc nghiệt lắm mọi người. Không được ăn gà hay ăn lợn này. Thằng nào bụng to đấy. Đấy, cái màu nhìn nó đẹp hẳn mọi người nhìn. Mời các bạn ăn cơm cùng đội nhóm đi. Cái này nhìn nó sang hẳn thế là người ấy. Nhà không có gì thiệt thà không có nhưng mà cũng nào cũng mấy hiệu. Bố con cái lọ là tí nó mùi mồn, nó lên cánh lên. Thấy là có lòng thành rồi đấy. Để nó lại một cái này.
khác đấy. Thì hai loại khác nhau. Một loại cũng biết, một loại cũng biết đặt. Cháu xào đâu rồi? Cháu xào. Như nhà hàng này. Cái chủ món. Có là bằng được rồi. Này không có anh thì làm ốc của món. Xong rồi cái không khí trở nên bạc là cái xe này này. Cái này, ý mình là cái này. Tám đi rượu đưa về đây lại. Đây em ngồi này. Lúc xong rồi. Vậy ông người ai cũng có chút ngủ tốt, còn bản đồ em mạnh thì có việc thì làm thôi, thì mà cả hai đấy người đấy bảo là khi bảo là sang năm dân phố này tiếp tục tăng em mình là phải mẹ nó bỏ chốt rồi không vui năm hôm nay tôi phải hai hôm mấy tháng này tại ngoài hai hôm đi đâu ấy? Anh Nhiệm vừa đi bản về các bạn. Bình thường thì anh ấy em đi bản về muộn lắm nên là anh em không chờ. Thế anh vào luôn thôi. Đấy, toàn mùi ngon này. Kinh ngạc thôi. Đây, kinh ngạc. Ngồi chơi tí. Thế? Thì khoảng này đủ tìm hơn. Khách sáo. Khách sáo thế. Chiều chiều rồi tôi cũng phải học đấy. Cho anh dùng là chai bé. Rượu thì chiều rồi, bó tay luôn rồi. Cho anh dùng chai bé. Không, đây nha, tất cả những cái món đây anh giới thiệu với em. Đây là một câu nhưng mà cái món ốc này là em trường trường ra. Là sao thì sao? Món ốc này là Mạnh làm riêng cho vợ thôi. Ôi thằng nào nhanh nhanh chứ. Xếp đầy đấy. Hiểu chưa? Thằng nào thấy một đĩa riêng nhỉ, lại đĩa hình kiểu trái tim á. Thôi nhâm môi một cái thôi nhỉ. Lạc cây rồi. Cho nó ấm người đi lạnh này. Anh tháo cho mày em dư, anh tháo cho mày em đừng có từng chối khéo như thế anh em không nghĩ hả. Rồi mời anh em nhé. Đấy anh có một câu thần chú là từ từ chân bước vào ngư không, nhưng mà anh Nhiên thì Nhiên cũng phải ngại rồi thật. Mẹ anh uống uống trong quân đội của em á, đi vào nước coi như ngày mai hoặc là khoảng cứ tưởng xong xuôi hết rồi mà vẫn chưa xong kìa. Ờ, giới thiệu với em đây là cái món măng này. Măng cảm. Măng. Giới thiệu với em đây. Nói chung là giới thiệu với em đây. Anh chưa anh khóc đâu rồi em thấy cuộc đời không? Mấy món này là em nhìn thấy rồi. Đấy. Đấy. Giới thiệu với em. Em thử đi, thử đi. Giới thiệu với anh đây là món ốc em mấy tiếng đồng hồ em mới mới thử đấy. Anh ăn quý đích thân em đúng ít đấy. Đích thân em đúng ít đấy. Thế bây giờ mình muốn là lần nữa là ớt. Rất là nhiên đúng không ạ? Ăn kèm, ăn kèm, ăn kèm. Đấy. Nhà không có nhiều ớt đâu. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cái này hiếm lắm. Mà rất ngon. Mùa này ớt dụng hết rồi. Đấy. Thôi thì anh em mà đến mà nhà Vâm rồi chúng ta làm kèm kia. Ốc ạ, không. Cảm ơn, cảm ơn. Ừ. Chào mừng anh ạ. Như bạn cảm ơn. Thì nãy giờ toàn thiếu uống rồi mà chưa nghe. Cảm ơn tí nhé, mình vào kéo chơi nhé. Thank you.
Rồi các bạn, và mình đang nhờ bạn Đô cameraman hiện tại đang cầm máy. Rất vui ngày hôm nay thì đến phòng của bạn Đô, bạn Mạnh với bạn Tuyền. Chúng ta có rượu uống để mới phép. Đấy. Nhất là mình quý vị. Có lúc này kiểu nhà đấy thì chỉ có ai ăn áo ra thôi, có được luôn. Ngoài ra lâu chúng ta có thể gặp lại một cùng ăn cùng lên kênh các bạn. Hay thì anh em mình cũng líu lo rồi, nếu cũng nữa thì rất là nhíu giọng. Còn rất là mình cũng xin phép các bạn thời lượng video đến đây rồi. Với lại là mình sẽ uống một chén với video. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây và yêu mến đội nhóm A Pháo TV và Giàng A Pháo. Trong cái thời gian tới thì bọn mình sẽ đọc các bình luận của các bạn, và các bạn có những góp ý gì bọn mình sẽ nghe và tiếp thu. Thời lượng video đến đây rồi các bạn, bọn mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn các bạn trong video tiếp theo, chén cuối của video các bạn nhé. Chén cuối của video của các bạn nhé, không phải chén cuối cuối cùng cuộc đời đâu nhé. Nước trên này vào xong ba chén nước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.